Hello anh em, hôm nay em tới với anh em 60 Đồng Nai. Thì em có một chiếc xe QKR 230 tới giao cho chị Tuyết Nương ở Xuân Lộc Đồng Nai nha. Thì em đã tới tận nơi, tận nhà anh chị ấy để giao chiếc xe này cho anh chị ấy này. Thì anh em thấy chiếc xe này nó như thế nào? Có thể để lại bình luận ở phía dưới giúp em được không? Chiếc xe này là xe Euro 5 nha anh em. QKR 230 thùng bạc Euro 5. Đó, em có lên thêm một vài cái điểm nhấn cho chiếc xe này, đó là cái bộ ốp gương inox này, chụp mâm bằng nhựa này, vè che mưa nhé. Và ở phía đằng thùng thì em làm cái bộ dán biển số inox và cái bộ chữ Universe Express. Thì cản hông ấy, anh em thấy không, xe cabin màu xanh, em cũng sơn luôn cản hông màu xanh. Và những cái chi tiết ở trên cái mâm ấy, em cũng sơn màu xanh cho khách hàng luôn ha. Anh em thấy cái biển quá đẹp rồi đúng không? Đấy, đây thì là xe mui bạt bằng nhôm inox mà do công ty Thế giới xe tải đóng nha. Đấy, anh em thấy những cái chi tiết như cây giữ vè này, tôm khóa bản lề cái này kia rất là chuẩn chỉ nha. Đấy, thùng dài 3,6 m, rộng 1,85 m và cao là 1,85 m luôn. Em sẽ mở cái bực này ra cho anh em coi này. Đấy, sàn inox phẳng, em hai bên hông em gập mí lại. Đấy, và phía trước sẽ có một tấm inox lá me không xương là bằng inox hộp. Thì inox hộp ở đây nó sẽ là inox 40 40 và 40 80. Đấy, kèo thì là kèo tuýp 27 uốn nha. Tấm lá me đằng trước này nó sẽ có cái tác dụng là mình khi mà hàng hóa xô ấy, nó sẽ không bị đập vào cái phần cabin. Đấy, em thấy này. Cái đà thì đà bằng thép. Cái chi tiết như cây giữ vè thứ này kia là em làm theo cái mẫu công ty em là rất là ok ha. Đằng sau này thì nó có mẫu trang trí đuôi đèn này. Đấy, mẫu này thì là mẫu anh em chắc thấy quá nhiều rồi. Em có lắp thêm cho anh những cái màn hình Android cũng như là cam trước cam sau ha. Đằng sau thì hai cửa, bạt thì bạt 5 mảnh. Đấy anh em, chiếc xe này thì Euro 5 nhá. Nó là động cơ Euro 5 nhưng mà cái năm sản xuất thì những cái lô xe đầu tiên này nó sẽ mất đi một hai đời. Thì nếu mà anh em nào quan tâm á thì cứ liên hệ với em, nó sẽ có giá tốt hơn nhé. Rồi xin chào anh em nhé.